Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà luôn được đánh giá trên các diễn đàn, đó là Top Best Summer Fragrance. À quên, phải là Top Cheap Summer Fragrance. Có nghĩa là nước hoa giá rẻ nhưng chất lượng cao dành cho mùa hè. Chai nước hoa mình muốn nói đến đó là một sản phẩm có tên là Nautica Voyage. Nó được ra mắt vào năm 2006 với hương đầu của nó là hương lá xanh, quả táo xanh, hương giữa là hoa trinh nữ, hoa sen, hương cuối là hổ phách, xạ hương, rêu sồi và gỗ tuyết tùng. Đó. Trong tiếng Anh, nếu như mình nhớ không nhầm thì voyage có nghĩa là nó là một chuyến đi biển ra xa biển. Đó. Thì các bạn cũng có thể hình dung cái tinh thần, cái chủ đạo của mùi hương của chai nước hoa này là cực kỳ fresh, tươi mát và rất là hợp dành cho mùa hè đó. Các cái lớp hương biến đổi, các cái tầng hương biến đổi của chai nước hoa này là không nhiều và nó rất là đơn giản. Khi mà các bạn xịt từ cái nốt đầu đến nốt cuối gần như là nó không có quá nhiều sự thay đổi đó. Do đó để mà cảm nhận mùi hương này khá là dễ dàng cho các bạn. Thì mở đầu mùi hương của chai nước hoa này, khi mà các bạn xịt, cái cảm giác đầu tiên các bạn có thể nhận thấy rõ nét nhất đó là một cái mùi cực kỳ fresh và mát mẻ. Nó giống như cái cảm giác bạn vừa bước ra khỏi nhà tắm vậy, sạch sẽ và cảm thấy rất là thoải mái. Thì cái nốt đầu mùi hương của chai nước hoa này nó cũng một dạng giống kiểu như thế. Và sau đó tầm 15 đến 20 phút, lúc này mình cảm nhận thấy có xạ hương và gỗ. Thì cái mùi hương ở nốt cuối của chai nước hoa này nó giống như là một cái làn gió biển hơi nồng một chút và ngọt nhẹ. Khi mà các bạn ngửi cái nốt cuối của mùi hương này, các bạn ngay lập tức các bạn có thể hình dung ra trong cái không khí mùa hè đầy sôi động đó, áo phông, quần sọc ngắn, đi tông, các bạn ra biển chơi những hoạt động, chơi game, party, thì cái mùi hương của chai nước hoa này khi các bạn đến ngửi đến nốt cuối là ngay lập tức các bạn có thể cảm nhận thấy trong cái không khí nóng nực của mùa hè, cái mùi hương này nó giống như là một cái làn gió tươi mát của biển đó, rất là nịnh, rất là tươi, nói chung là cảm thấy rất là thoải mái khi mà ngửi cái mùi hương của chai nước hoa này. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương Nautica Voyage. Hello. Okay, here this smell for the summer. So can you smell? Summer? Yeah, it's summer. For summer. So how do you think? Smells really good. Very good. Is there? Smells like when you get out the shower. Yeah. Nice fragrance to it. Is yeah. You like it? Very refreshing. So from 1 to 10, how do we give? Maybe like an 8, 9. Yeah, okay, yeah, thank you. Yeah, yeah. Em có thể gửi giúp anh mùi hương này được không? Đây là mùi hương cho dùng trong mùa hè. Thì cho nam. Bọn em ngửi đánh giá mùi hương này thế nào? Em có thể nói to lên giúp anh được không? Thơm ạ. Thơm. Okay. Cả nó dễ chịu. Dễ chịu. Nếu mà con trai mà dùng cho mùa hè thì em có cảm thấy là nó có nghĩa là nó không gây khó chịu cho mọi người không? À, được. Cũng không quá nồng ạ. Không quá nồng. Còn em? Nó cũng không nồng lắm cho nên là con trai từng rất vừa. Ok. Từ 1 đến 10 thì em sẽ cho chai nước hoa là mấy điểm? 8 điểm. Còn em? Chắc là 9 điểm. 9 điểm. Rồi anh cảm ơn nhé. Rồi anh cảm ơn bọn em nhé. Ok, hello. Yeah, I have this smell for the summer. So can you smell and... Yeah. How do you think? It's fresh? Yeah. It's fresh? Yeah. So you like or not? Yeah, it's nice. So from 1 to 10, how do you give? 8. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Các bạn có thể thấy phản ứng của mọi người khi mà được ngửi mùi hương của chai Nautica này rất là tích cực. Gần như không có một điểm gì chê và đều có rất là phản đánh giá rất là tốt về mùi hương của chai nước hoa này. Thì đây là một cái điểm rất là mạnh. Đây là một cái điểm mạnh của Nautica Voyage. Mặc dù giá thành của chai nước hoa này rất là rẻ,
nếu như các bạn mua ở trên Amazon giá chỉ khoảng tầm 600-700 thôi, nhưng không thể đánh giá thấp mùi hương của trà nước hoa này. Về đánh giá của mình, mùi hương này, đây là một chai nước hoa mình rất yêu thích dùng trong mùa hè, đặc biệt là với mùa hè ở Việt Nam cực kỳ oi nồng, khó chịu, mồ hôi ra nhiều thì mình không hề thích những cái mùi hương cam chanh xịt. Mặc dù nghĩ là cam chanh là dễ chịu nhưng rất là nồng. Mình với gu cái style của mình thì mình thích những cái mùi kiểu như tươi mát giống như Nautica Voyage. Thì nếu như các bạn nào thích những cái mùi hương giống như cái style của mình thì Nautica Voyage là một cái sự lựa chọn cực kỳ, là một cái sự lựa chọn không thể không có trong cái bộ sưu tập nước hoa của các bạn. Còn thì nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mùa hè mà nó ảo diệu hơn, nó biến chuyển mùi hương hay hơn, thì khi các bạn xịt mùi hương này có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy nó hơi nhàm chán đó. Còn nếu như bạn nào mà thích cái mùi hương fresh trong mùa hè thì nên có chai nước hoa này. Chai nước hoa này thì về độ tuổi nó không bị giới hạn, tầm từ 20 là các bạn có thể xịt được rồi, có thể dùng được mùi hương này rồi. Và nó khá là, rất là đa dụng, đi chơi, đi làm, nói chung là tất cả các hoạt động trong ngày hè các bạn đều có thể dùng được. Kể cả, và một cái điểm nữa mình đánh giá rất là cao đó là cái độ lưu và bám tỏa hương của chai nước hoa này đều rất là tốt, rất rất tốt. Độ tỏa hương của nó trong mình nghĩ trong một cánh tay và độ bám mùi của nó là từ 7-12 tiếng. Nói chung so với một cái chai nước hoa mà mức giá rất là rẻ thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ kinh tế cho các bạn trong ngày hè đó. Trên đây là những cảm nhận của mình về chai nước hoa Nautica Voyage. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video, hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.